Bắp ơi, bớt cho thí sinh ăn chơi với hai cha nội này lỡ. Tuần trước mày nó còn tỉnh táo lắm, tuần này là anh thấy ra là nó xỉn rồi. Tuần trước còn đạo mạo lắm anh. Nó sang trọng lắm, nó hát như diva, và bữa nay nó đi kỳ lắm em ơi. Mà em nhìn kỹ lắm mới biết được hai ổng làm cái gì. Làm gì cưng? Hai ổng thổi mây ra. Trời đất ơi. Trọng Hiếu, dạ. Phần xuất hiện vừa rồi tạo cho bạn ấn tượng về ai? À, cô này hơi có cái máu khùng đấy nhở. Máu khùng đấy nhở. Xác nhận là có nhá. Đúng rồi, đấy. Và cô này cũng rất là điệu đà. Rất là kiểu, ấy. Như là khi sự kết hợp giữa khùng và điệu đà ấy, thì chỉ có một người, đó là Văn Mai Hương ạ. Wow. Yeah, đúng rồi. Văn Mai Hương cũng là một tên hay đó. Rồi có thể nha. Hôm nay trang phục của mày có những cái điểm lạ nha. Con số 3. Con số 3 đâu? Ủa? Đâu? Đây, đây, đây. Hay là người thứ ba hay sao? Chiêu xè. Sorry. Tức trong lòng. Hay là người ta ra người ta hát 3 bài trong một liên khúc. Wow. À, sao anh lại... là điêu luyện. Nể sợ. Quá kinh khủng. Em muốn đem bà nhỏ này cất về nhà nuôi quá luôn á. Bà hát hay quá luôn á. Cất làm của riêng. Outing. Yeah, outing. Hiếu thấy là bạn, chị hết xin lỗi mình, hồi nãy hát như là một quán quân của chương trình ấy. Làm cho Hiếu nổi da gà luôn. Thật sự là hết được chồng không biết nói gì luôn. Mà giữ vững phong độ lắm nha anh. Dạ, nói thật ra là cái bạn này là đến cái vòng thi này phải nói là absolutely không còn một cái gì có thể mà nghi ngờ bạn ấy là ai nữa. Cũng như tôi nói, trẻ như thế mà hát được Ronald, quãng cái range dài, quá rộng, ngắt câu tốt, hát nhịp chắc, âm thanh chuẩn. Lại tiếp tục nói nữa, Việt Nam trẻ như vậy thì có mấy ai? Em phải là nhân tố đi đến đêm chung kết. Chắc chắn. I love you, I love you. Yes.
Không, mà em nghĩ xa hơn luôn á, là sau chương trình The Masked Singer Việt Nam với giọng ca này, cái tên tuổi của bạn ấy sẽ gắn liền với bộ đồ, tên tuổi sẽ lên mây một tầm cao mới luôn. Ý trời ơi, Pháp ơi, đúng rồi. Cái bộ đồ nó dính như con người luôn. Một bước lên mây. Không chừng từ đây về sau em đi đâu á, ta không kêu cái tên em nữa, kêu bé mây, bé mây. Bé mây. Đúng rồi. Ơi hay đó, cái đó là nhiều khi nghệ danh mới luôn đó. Internet. Cái giọng hát này là phải ship đi quốc tế. Hát hay quá. Hát tinh tế lắm. Rồi rồi, xuất khẩu ở đây mình nghe ai hát anh? Không, mình xài trước rồi xong mình còn dư thì mình bán. Dư thì mình bán. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nhỏ quá. Có lợi nhuận, có lợi nhuận. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Bán nhiêu kìa? Bán nhiêu thì tùy, để coi coi. Em đi được tới dòng nào. Anh đừng có đem em về, cất cái hộp. Cái người tài năng vậy đi cất vô cái hộp bậy không được, xả ra cho một người cùng hưởng. Cất cái hộp là bà tiên. Đúng rồi, ý là cái cưng quá muốn cất là làm cho một mình nức. Ờ đúng rồi, nực. Singer Việt Nam phát sóng lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên Vion, tải app ngay.